Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp chúng ta biết trước được có những sự việc xảy ra để biết cách mà phòng tránh. Phần luận giải chi tiết lá số tử vi của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ giúp bạn thấy được một bức tranh toàn cảnh về vận hạn cũng như vận trình tài lộc của những người sinh năm 1958 Mậu Tuất. Nhờ đó giúp chúng ta biết được những dấu mốc quan trọng trong vận trình của mình về sức khỏe, gia đạo cũng như về công danh, sự nghiệp trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó sẽ nắm được về tổng quan vận hạn của mình có điều gì đặc biệt và cũng qua đó sẽ có những phương pháp hóa giải để tăng cường tài lộc và may mắn trong năm 2023 Quý Mão. Sau đây là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những người Mậu Tuất sinh năm 1958. Mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng trong năm 2023. Bước sang năm 2023, người tuổi Tuất sinh năm 1958 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Mộc Đức, vận hạn là hạn tam kheo, hạn tam tai, năm 2023 gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, lục hoàng ốc, đây là một cung xấu, xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim lâu rơi vào hạn kim lâu thê. Về địa chi, Tuất gặp Mão không xung không khắc, cuộc sống bình ổn, yên vui tận hưởng tuổi già bên con cháu ở trong nhà. Xét về mối quan hệ thiên can Mậu Dương Thổ và Quý Âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay, nữ Mậu Tuất cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên thì cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 cần chú ý tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Mậu Tuất nữ mạng. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Mậu Tuất gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc, gặp Mộc Đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi và an toàn. Mặc dù sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù là gặp sao xấu hay là tốt chiếu mệnh vẫn nên hóa giải sao nhằm cầu bình an, may mắn và giảm trừ vận hạn không may mắn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao Mộc Đức phổ biến. Cúng dâng sao giải hạn. Vào lúc 5 giờ đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng, đây là thời điểm mà sao Mộc Đức đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, oản, trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với bài vị màu đen có viết.
Đức Đông, Phương Giáp, Ất Mộc, Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh. Trường hợp không phải màu xanh thì phải bọc giấy xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót dưới lễ vật. Hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành Mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc. Điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ như gia chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy. Với quan hệ tương sinh với mệnh Mộc thì càng thêm tốt. Gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958, nữ mạng, năm nay gặp hạn Tam Kheo. Nhắc đến niên hạn Tam Kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, Tam Kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Có nghĩa là Tam Kheo là hạn xấu, chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp, tay chân. Nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm dẫn đến chết người. Trong cuộc sống chịu những cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm và coi thường. Đặc biệt là người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ để nhằm giảm bớt tai ương xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về sức khỏe, cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi Mậu Tuất sinh năm 1958, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu xuân vui vầy bên gia đạo, gia chủ tuổi này cần hết sức lưu ý trong lời ăn tiếng nói, có thể vạ thân. Tháng 2, tháng này có sự hao toán về tiền. Tháng này có sự hao tán về tiền bạc, tiêu pha nhiều cho các công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần chú ý sức khỏe không tốt. Tháng 3, tháng này công việc làm ăn, kinh doanh của gia đạo không được thuận lợi và tốt đẹp như ý. Tháng 4, trong nội tộc của gia chủ có tin vui về thêm người thêm của hoặc có tin vui về tình cảm. Tháng 5, công việc kinh doanh làm ăn của con cháu trong tháng này gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, đây là tháng sức khỏe lại không được tốt. Tháng 6, gia chủ ra ngoài trong tháng 6 nên chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt có thể là máu huyết không được lưu thông. Tháng 7, chú ý có hạn thị phi, cẩn trọng lời ăn, tiếng nói. Tháng 8, tiền bạc tiêu pha nhiều cho thuốc thang, bệnh tật. Tháng 9, gia chủ cần chú ý đi lại dễ xảy ra tai nạn bất ngờ. Tháng 10, nhiều phúc đức của tổ tiên mà tình hình bệnh tật trở nên tốt hơn. Tháng 11, trong tháng này gia đạo mâu thuẫn, thiếu hòa khí, công việc làm ăn, kinh doanh của con cháu không đạt kết quả tốt. Tháng 12, tình cảm gia đạo có dấu hiệu không được tốt. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp. Về cơ bản, năm 2023 này, cuộc sống của những người tuổi này không có nhiều biến động. Bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hòa hảo với mọi người xung quanh, chớ nên hiếu thắng, mong người khác phải nhất nhất nghe theo ý mình. Nếu có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra, bạn cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy của bản thân, hạn chế cãi vã với người khác, vừa gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, lại vừa dễ gây ức chế, ảnh hưởng đến sức khỏe. Về tài chính, tử vi năm Quý Mão 2023 cho thấy tình hình tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động, bạn vẫn duy trì được khoản lương hưu, tiền lời lãi, tiền tiết kiệm trước đó. Bên cạnh đó, bạn cũng không cần phải chi phí quá nhiều cho chuyện của con cái, nên túi tiền nhìn chung là rủng rỉnh. Một số người làm đầu tư, kinh doanh có những bước tiến vững vàng trên con đường tài lộc. Tuy nhiên, bạn không kiếm được bộn tiền như một số tiền đổ vào túi, cũng rất ổn định. Bản mệnh không phải lo đến chuyện thua lỗ, vay mượn người này hoặc là người khác. Về sức khỏe, tình trạng sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Năm nay không phải là một năm thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn, không có thời gian chăm sóc, bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng.
Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2023 nữ mạng cho thấy gia đạo yên ổn, giúp bạn luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, giảm được nhiều nỗi lo. Nửa kia và bạn luôn thấu hiểu nhau, biết nhường nhịn nhau và để tránh mâu thuẫn không đáng có. Con cái có công việc và gia đình ổn định cũng giúp bạn luôn cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, không phải suy nghĩ nhiều. Vì đã có tuổi nên bản mệnh nên chú ý trong việc vui vầy bên gia đình, con cái không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác, như vậy mới tránh xa được thị phi. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy trong ngày này. Qua phần luận giải tử vi của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.